Xin chào các cô chú và anh chị đã đến với kênh Chàng Trai Miền Tây. Hôm nay là rằm tháng 7, mình đang ở kinh 14 xã Bình Thuận. Hôm nay mình sẽ phát quà cho bà con nghèo ở xã Bình Thuận. Sau lưng mình là nhà mồ Nguyễn Gia Chi Mộ của chú Phước Việt Kiều Mỹ. Hôm nay thì chú gửi 45 phần quà về cho bà con mình ở nơi đây. Mình sẽ quay lại cái clip này cho mọi người xem. Mong là sau video này thì các mạnh thường quân trong nước và ngoài nước sẽ ủng hộ cho bà con mình nhiều hơn để cho họ có cuộc sống ấm no và hạnh phúc hơn nha. Mọi thông tin liên hệ xin liên hệ với số điện thoại và Zalo của Toán qua số máy là 0949 323 902. Và mong sau video này thì các bạn hãy cho mình một like và bình luận chia sẻ. Nếu các bạn nào chưa đăng ký kênh hãy cho Toán một đăng ký kênh để ủng hộ trên con đường làm YouTube của Toán nha. Vào trong thôi. Giờ vào trong để xem bà con mình đánh quà nha. Cô ở đâu mà cô hay lại lãnh quà cô hay? Ở đâu mà cô lại cô chia sẻ khán giả một tí nha. Tôi cũng nghe ngay nay ngày gặp mà nghe cũng nghe trên này về cũng giúp đỡ gì đó. Rồi tôi mới lên đây tôi hỏi có giúp đỡ giùm cho tôi bị nhà tôi. Bây giờ nó gãy hết trơn rồi giờ nó có hai vợ chồng già. Rồi nhà cửa nó giờ nó đuổi nó không có chỗ ở nữa rồi bây giờ lên đây xin coi tới ủng hộ được cho đây cho gạo cho dầu á cho gạo cho dầu quỳ với có giúp đỡ cho được cái nhà cho tôi. Bây giờ anh chị Linh đang chuẩn bị quà nước suối gạo dầu gió xanh, bây giờ thì sẽ thắp hương cho nhà mộ trước rồi hả mà phát quà cho bà con mình sau. Đó là anh Linh. Đây là cô Hoa nè. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật cũng kính lên trình tới mười phương chư Phật của nguyện Thất Tổ độ cho Nguyễn Văn Phước sắp tới làm ăn có tài có lộc có ngân có ngọc đó, đặng có tiền cũng về đây làm phước cho bá tánh vạn dân. Trước là cũng hồi hướng công đức cho củ quyền Thất Tổ bảy đời chính kiếp, kế là cô Hai, chú Sáu, cô Năm, Dượng Năm đó, dưới ba đó, giờ chú Bảy đó cũng được siêu sanh tịnh độ cũng nhờ cái công đức của em, cũng từ thiện cho bá tánh vạn dân tới đây cũng được no cơm mắm máu. Còn đi bằng vỏ lãi nữa, đi đồng vỏ lãi đến để mà lãnh gạo quà. Để mấy cô đang đi bỏ lại và đi bằng xe đạp nhiều lắm. Ê, cô qua ra tiếp khách đâu đây? Dạ Quốc Vĩnh Thận là gặp em á, có xem clip em chưa? Anh này đi đúng giờ ghê luôn nha. Còn mấy phút nữa tới đó, tới giờ rồi đó. Bà con mình lúc này tập trung hơi đông nha. Tới giờ cho quà rồi. Mình bây giờ sẽ vào trong để mà quay cho bà con mình xem video tiếp theo. Giờ bà con mình vô thắp nhang nha. Thắp nhang cho nhà mồ của Nguyễn Trần, xong rồi mình sẽ. Ủa cô qua là cô qua phát gì? Cô qua phát mì hả? Gì đó. Bên anh Hà là phát gì? Phát gạo hả? Cho phiếu. Rồi. Bà con mình đang thắp nhang. Rồi chị Linh là cho tiền và dầu gió xanh. Cái cô qua gạo gạo bên này chào gạo bên kia qua bên kia bên anh Hà đánh gạo có phiếu chưa?
nghe hai bịch không? Một bịch hai gì á? Một bịch hay là hai? Một cái dầu gió xanh. Rồi, thần đây đi Trung Quốc cũng gửi quà thần mì. Nè dưới dầu gió có lấy cũng lạnh chưa mà. Gửi chứ. Thấy sao cô hai vui không? Vui không? Nó lớn lên. Vui. Cho được cái này mừng dữ lắm. Cho cái gì? Mừng muốn chảy nước mắt luôn á, cho chơi dầu chứ cho 50 ngàn. Rồi, qua đây lãnh gạo với lãnh đồ con. Vô hả gì vô pháp tê hương để xả tê pháp tê hương cho tụi quyền hồi hướng công đức cho tụi quyền đi rồi ba. Từ từ thôi, ra từ từ thôi. Rồi về sống sức khỏe, ăn nhiều vô. Cầu chúc cho con cháu. Dạ dạ. Đặng làm từ thiện nhiều. Dạ dạ, cảm ơn con. Đây trao cho anh ruột này một bao gạo coi. Sao anh? Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn chúc phước. Chúc anh nha. Dạ dạ. Chúc anh mạnh khỏe. Rồi. Về mạnh giỏi nha anh. Dạ. Sao bảy khỏe không bảy? Cái này bảy khỏe không bảy? Bảy khỏe không? Mới bán về đó. Mới bán về đó. Mới bán gì? Bán xôi về phải không? Xôi bắp. Dạ. Cái này đó hả? Dạ. Rồi. Rồi, năm nay được nhiêu tuổi rồi? Mấy rồi. Mấy còn khỏe, còn ngon quá nè. Rồi. Dạ. Mới bán lộ dơ dơ. Rồi, chúc nhiều sức khỏe nha. Ừ, mang ơn. Rồi, chào chị dâu rồi luôn. Ủa có cho chị Duyên hay không? Chị á? Không chị Duyên, không cho chị Duyên hay. Dạ. Rồi ôm bịch gạo luôn. Đi ngược coi chứ, đi ngược coi. Đi qua đây nè. Đi ngược rồi. Đâu rồi, đây lãnh quà và lãnh được bao nhiêu lần rồi cho em cảm nghĩ sao ở đây sao vậy? Ừ, bữa nay rất là vui, ở với Dàm 14 á. 14 mình. Ừ, ở với Dàm. Rồi, thường có đi lãnh ở đây, dọn ổng ở đây à? Có ghé nhà cậu Linh bán số cho ổng, ổng cũng lâu lâu cũng cho quà. À, cũng thông báo với bà con mình luôn nha. Nếu mà sau này có hết gạo á, thì lại nhà anh Linh. Cứ lại đó lãnh gạo, như hết gạo ăn lại đó lãnh, lúc nào cũng có. Cũng thông báo vậy, chừng nào hết là chú Phước gửi về. Chúc cho bà con mình nhiều sức khỏe và mạnh khỏe nha. Rồi, làm ăn phát tài đầu lên đây. Rồi, cảm ơn. Rồi, qua đây lấy gạo cô. Ủa, ai mà đưa cái phiếu này là ai đưa ta? Mấy tiền, cầm tiền, mấy cầm tiền. Khi mà mình cho mấy đồng. Nhỏ bán thằng con gái bán với số của bà đâu rồi. Cái miếng trắng lộn. Rồi rồi phát trên bạn.
Sao anh ruột? Hả? Sao anh ruột nhà ở đâu? Cảm giác thấy sao và sao được nghe thông tin này vậy? Anh miệng điện nè, cũng vui vẻ chạy để nhận quà. Bên quận Tịnh Ấp ha? Dạ. Rồi. Nhà gần đây ha? Gần, trong 3.000 thủy lợi. 3.000 thủy lợi hả? Dạ. Sao mà ở đâu? 45 phần quà. Chị em cũng chứng chích với nhau. Cũng trước cũng cũng cầu nguyện mười phương chư Phật độ cho củ quyền thất tổ mình được siêu sanh tịnh độ, cho em mình được làm ăn có tài có lộc, đặng năm tới nó cũng từ thiện dài dài đi. Cũng bà phát con được phân nửa chưa cô? Hả? Phát được phân nửa chưa? Phát từ giờ cũng hơn phân nửa rồi, còn đây phân còn nhiêu đây nè. Cũng bà con đồ cũng nhờ chính quyền địa phương ấp đồ lại đây cũng dẫn dắt mấy người khó khăn cũng tới đây. Cũng có các anh trưởng ấp đây nè, lại đây nè, cũng lại đây cũng ủng hộ tinh thần nói chuyện đi. Chú có về chú gửi tặng cô ơi, không có về gửi tặng. Dạ. Rồi chú Phước thấy quen không? Nhân vật là thấy quen, quen chú Phước không? Quen chú Phước không? Phước hồi nhỏ thì quen, giờ nó quen rồi. Dạ. Yeah. Rồi đi nhập tiếu mà. Dạ dạ. Rồi tới bà cụ rồi nha. Anh Hai cháu gà anh Hai. Rồi cô qua làm luôn. Bà Kim bên chủ tịch mì gạo luôn. Chị ơi. Ôi trời, ta gấp về trời mưa gấp hả? Rồi tới anh Hà. Có muốn xin gì thêm thì lại nhà anh Hà có dịch vụ riêng nha chị. Anh Hà là nhà hảo tâm, nhà mạnh thường quân dữ dội đó. Rồi, hình như là anh cảm nhận như thế nào khi mà được các mạnh thường quân hay là những việc gì về cho ấp mình vậy, anh thấy như sao anh, bà con mình sao? Nói chung thì ấp 4 thì hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn rất nhiều thì được mạnh thường quân, các mạnh thường quân về cho ấp thì ấp rất mừng. Dạ. Để có bà con có cái lúc mà đói mà có cái một miếng cơm để ăn gạo ngon. Cảm ơn kênh YouTube miền Tây tới đây ủng hộ nhiều hơn nữa để cho bà con ở nông thôn có chén cơm manh áo cho đỡ hơn. Rồi
Vì nhận dầu gió xanh nha. Có nhận dầu gió xanh với tiền bên đây nè. Một chai dầu gió xanh với 50.000. Rồi qua bên cô qua mình sẽ nhận mì tôm, nước tương. Và sư huynh Hà thì bà con ở đây. Anh Hà trao gạo. Rồi bây giờ là mình trao những phần quà cho bà con ở nhà mồ đã hết rồi. Bây giờ mình cùng anh Linh sẽ đi trao cho bà con. Những bà con mà không đi lấy được á, đi tới nhà trao luôn. Và xong bà con mình kêu được cái video này á, những bà con nào ở kênh 14 mà có hết gạo á, là ở nhà anh Linh. Trực tiếp gặp anh Linh và chị Linh sẽ có trao cho bao gạo, hai bao gạo gì cho bà con ăn lúc nào cũng có nha. Bà con mình, chị Linh và anh Linh sẽ có đôi lời phát biểu với khán giả và nói lời chúc phước ơi. Thì hôm nay chị thấy một ngày rất là vui, rất là có ý nghĩa. Tại vì mình được cầm những phần quà trao đến tận tay bà con thì chị thấy rất là vui, rất là hạnh phúc. Thì chị và anh Linh cùng bà con ở đây cũng không quên gửi lời đến người tài trợ, đến chú Phước ở Mỹ. Chúc chú nhiều nhiều sức khỏe, phát tài và có nhiều, thật là nhiều đô để gửi về Việt Nam, trao đến phần quà cho bà con ở Việt Nam mình. Em cũng mong là chị á. Chị cảm ơn rất nhiều. Anh Linh sao? Rồi, vậy được rồi. Bây giờ thì mấy anh em mình sẽ đi trao quà cho những nhà hoàn cảnh khó khăn. Những nhà rồi, mà không mấy có đi đến địa chỉ này rồi. Giờ sẽ ghé lại nha. Sẽ quay lại cho bà con mình xem tiếp. Vậy đi không được nên mấy anh em mình trực tiếp đi tới nhà luôn. Trong là anh Hà, ngoài này là anh Linh. Mấy anh em mình sẽ vô nhà để mà trao cho. Tại vì nhà có hoàn cảnh là neo người, bị bệnh đi không được. Phước, này của mình Phước. Còn có cháu Phải nè, ở Mỹ nó gửi về phần quà nó tặng cho chị. Dùm một chai dầu 50.000. Với bột mì với bao gạo chị. Khỏe không chị? Cũng khỏe. Hai bữa gầy cũng khỏe, đi gạch giá, đi Cần Thơ mới về nè. Vậy đó hả? Đi xuất viện mới về năm bữa nay. Chị bị bệnh gì? Bệnh ra máu đường ruột á. Dạ. Thôi chúc chị và gia đình nhiều sức khỏe nha. Sức khỏe. Cảm ơn mấy chú nha. Dạ dạ. Rồi anh em thì con đi cho người khác nha cô ơi. Rồi đây là tới nhà thứ hai nha. Nhà ở Kinh 3, xã Vĩnh Thuận. Mấy anh em đang di chuyển qua Kinh 3 xã. Dạ, em con của bà Năm Tiện. Con của bà Năm á. Con bà Năm Tiện á. Con nhà Năm biết rồi. Cái này của Phước, con của Sáu Phải á. Nó ở nước ngoài nó gửi về, nó phát quà từ thiện. Gửi cho anh phần quà. Trong lúc này mì năm... với bịch gạo với chai dầu xanh, dầu xanh nó gửi bển về. Cảm ơn. Dạ, với 50.000. Cảm ơn. Dạ. Nhớ tôi không? Nhớ. Chào mày. Nhớ được rồi chứ đừng quên luôn mục tiêu. Cái nhớ rồi nữa. Anh vợ mà. Ủa? Anh vợ hả? À? Ổng anh dễ mà. Dạ. Hà. À, nhớ Hà phải không? Rồi. Chúc nhớ Hà đi rồi. Ờ vậy đi nghe. Trời ơi lúc này nằm thấy dầu. Dạ. Ê, thấy một căn nhà thứ ba. Cái gì con? Khỏe không? Đây nhóc kìa. Đây nhóc. Rồi để đẩy nó đi, nhận quà cái đi. Bỏ đi chị ơi, không sao đâu. Hôm nay Phước con của cậu Sáu Phải nó ở nước ngoài, nó gửi quà về nó
tài trợ cho bà con nghèo. Dạ. Cho chị em đang phần quà gồm bao gạo, bịch mì, chai dầu xanh với 50 ngàn. Bỏ xuống lấy cái này. Rồi. Rồi thấy chưa? Thấy em cũng. Rồi. Rồi chúc gia đình sức khỏe. Đúng rồi. Và cảm ơn mấy cậu nhiều quá. Gia đình nghèo quá, mấy cậu giúp đỡ gì cũng cảm ơn. Rồi. Rồi, cảm ơn chị An đi chị hai. Dạ dạ. Tới nhà chị Duyên không? Hả? À, tới dưới chút. Qua cổng bằng nào bà. Anh em đang tới thủy lợi. Mà gió này sắp mưa rồi. Nên nói chuyện không rõ, không các bạn thông cảm tí nha. Thì anh Linh và anh Hà sẽ vô trao. Bảo tới rồi. Gió nhẹ. Quá gió rồi. Có hành động. Vậy con đi cô ơi. Rồi con đi con lên vậy. Anh em mình đi di chuyển qua quốc lộ 63 nha. Xíu hả? Xíu. Rồi vô tới nhà rồi, tới buồn luôn rồi. Ở chỗ nè. Ủa ở đâu? Đây hả? Vô đây thiếu ánh sáng rồi. Thấy không? Mày ngồi dưới coi. Vì mình nằm thấy cậu vậy. Cậu hả? Ăn gạo nổi không? Mà là ăn cháo. Ăn gạo nổi không? Dạ, tiền biết còn xài không? Biết trả tiền đâu, không bây giờ. Ừ. Vậy hả? Vậy hả? Biết trả tiền thì thôi. Em lấy cái nón nè. Tự nào biết thì khỏi cho, ừ. Biết thì thôi trả cho. Biết thì khỏi. Mua đồ ăn rồi. Hả? Mua đồ ăn rồi. Gửi đi ổ rồi, gửi giờ cảnh rồi sao rồi? Giờ em phải có đồ, cái này có Phước. Phước cho phải á. Phước có gửi gì cho chú á? Để cho thịt mì, nước tương với bao gạo với 200 ngàn. Bị lâu chưa? Giờ bị lâu chưa? Ừ. Nó quay gửi qua bệnh dùm. Quay... Có đâu là gì nói với chú Phước không? Chú Phước gửi cho đó. Cảm ơn hai cháu nhiều lắm. À, cũng là chú Phước kìa. Chú Phước cho. Ừ, Phước cho. Biết ổng không? Biết hồi nhỏ nên đi à. Rồi đó. Không. Đi đâu 40 năm gì ha. Mấy năm. Dạ. Dạ. Rồi đi luôn rồi bạn. Cũng đi luôn không? Đi ăn này là lấy rồi tiền có ăn cái gì nữa thì gửi mấy đứa nó mua giùm cho chú nha. Đồ ăn nha. Con đi á. Chú em ơi Phước. Em là ông Hạnh nè. Hồi đó chỉnh cái bánh đồ nè. Cái bánh là chú Ba đồ nè. Nhớ không? Con chú Ba. Con chú Ba Lai nè. Rồi. Ông Hạnh đồ ông Kiều, ông Phúc, ông Tiết, ông Liễu, ông Kiều, ông Hạnh, ông Phúc, trường thuê đó. Còn em con gái thứ năm của ông Ba Lai.
nhớ anh Phước nhiều lắm, cảm ơn anh Phước nha. Phước đồ không ha. Cảm ơn gửi lời thăm hết sáu trai với sáu gái, người qua chết qua đời cũng có gửi lời thăm luôn. Có tiền không gửi cho tôi ít chừng đâu. Tôi mua chậu quá. Mà chị đang chậu hết trơn rồi chú ơi. Ăn chậu hết trơn rồi. Trời ơi, ăn chậu ngày xưa quá trời luôn, ăn chậu kìa. Đúng rồi, xưa rồi, nói mà nói. Cái em biết là em biết tôi á, bị tôi lên trên giảnh hoài hàng ngày. Dạ. Còn anh thì ảnh hưởng rồi, chứ hơn đánh thờ. Rồi tới nhà ai giới thiệu với anh hả? Anh thường thấy dẫn nó khỏi nhà nghe nhà. Nói đây, cô nói đây là chú Phước nghe. Nói đây, nói là chú Phước nghe. Gửi cho chị Năm phần quà gạo, mì. Bạn ơi, bạn Phước ơi. Cho 200 ngàn. Còn muốn gì nữa không? Mấy cho tiền hưởng chắc trả thêm mới được. Có tiền mua hộp vịt ăn nữa ha. Mới con đi ngang mua hộp vịt. Trời chết con luôn rồi. Mấy cô này bán gì vậy cô ai? Không. Cô bán à? Mấy cô này bán gì? Trời bán bánh xèo cũng ngon luôn à. Và bây giờ mình đến đây đã kết thúc, mình đã đi trao những phần quà của chú Phước gửi rồi. Bây giờ anh em mình xin lỗi là chào tạm biệt các bạn khán giả nha, hẹn gặp lại những video tiếp theo.